Có thể nói là đối với người dân Huế, mỗi lần nhắc đến lịch sử cách mạng tháng 8 năm 1945, người ta lại nhớ đến sự kiện vua Bảo Đại thoái vị, chấm dứt thời đại quân chủ ở Việt Nam. Không chỉ có như vậy, còn là chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh vì đề cao chính sách đoàn kết dân tộc đã mời ông vua thoái vị về làm cố vấn cho chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giai đoạn năm 1945-1946. Sau cái sự kiện ấy, cái nhìn của hai vị này dành cho nhau thực sự ra sao? Vua Bảo Đại đã nói gì với Bác Hồ trước giây phút cuối đời của mình? Tất cả sẽ được bật mí trong video ngay sau đây của Takaguai. Vua Bảo Đại nói gì về Bác Hồ? Sự kiện Vua Bảo Đại thoái vị và lời cảm thán. Như thế thì thật đáng thoái vị. Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lật lại lịch sử một chút. Vào những ngày trung tuần tháng 8 năm 45, người dân cả nước từ quê đến tỉnh đều nô nức đón chào ngày chính phủ cách mạng lâm thời của nước Việt Nam độc lập, ra mắt quốc dân. Từ đây, chính phủ quân chủ sẽ cáo chung Vua Bảo Đại phải thoái vị. Vào những cái ngày này, Vua Bảo Đại tỏ ra buồn chán vì chưa tin vào lời hứa của cách mạng sẽ để yên như cựu hoàng và gia quyến. Thật vậy, việc cả gia đình Nga Hoàng bị sát hại sau cách mạng tháng 10 năm 1917 đã khiến cho vua Bảo Đại phải lo sợ. Sáng ngày 22 tháng 8, ông Phạm Khắc Khoe ngự tiến văn phòng đồng lý của Bảo Đại, mang bức điện của Ủy ban Nhân dân Cách mạng Bắc Bộ từ Hà Nội đánh vào và ở dưới thì ký tên Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Huyền, Ngụy Như Con Tum và Hồ Hữu Tường. Nguyên văn bức điện như sau: Một chính phủ nhân dân cách mạng lâm thời đã thành lập, chủ tịch là cụ Hồ Chí Minh, yêu cầu đức vua thoái vị ngay để củng cố và thống nhất nền độc lập nước nhà. Khi mà cầm bức điện trên tay đọc xong, vẻ mặt Bảo Đại tỏ ra buồn lo vì câu sấm Nam đàn sinh thánh đã không đúng và câu sấm Vạn đại dung thần cũng xài nốt. Bảo Đại thì nghĩ là sai, vì từ trước đến giờ Bảo Đại cũng những người khác ở Huế chưa hề nghe nhắc đến cụ Hồ Chí Minh. Và ngay cả đến Phạm Khắc Khoe cũng còn bán tín bán nghi, không biết là cụ Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc có phải cùng là một người hay không. Nhưng để trình lại nhà vua nên Phạm Khắc Khoe đã vội vã chạy đi tìm ông Tôn Quang Phiệt để mà hỏi cho rõ. Không gặp được ông Phiệt, Phạm Khắc Khoe tới ngay nhà ông Đào Duy Anh để hỏi. May ra ông Đào Duy Anh là nhà nghiên cứu có thể biết rõ về Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc là ai. Về phần ông Đào Duy Anh, sau khi tìm hiểu nhiều tài liệu lịch sử thì thấy nói ông Nguyễn Ái Quốc hoạt động cách mạng bôn ba hải ngoại nhiều nơi, hoạt động chính trị khi ẩn, khi hiện nên đã phải có nhiều tên khác nhau. Còn tên Hồ Chí Minh thì chưa có sách báo nào ghi cả và cũng không thấy ai nhắc đến. Ông Hòe thấy ông Duy Anh trả lời còn mơ hồ nên mới chạy tới ông Vũ Văn Hiền để hỏi lại xem sao. Ông Hiền cũng là một luật sư, cũng để ý đến việc chính trị và biết rõ những hoạt động cách mạng của Việt Minh nên trả lời: Đúng rồi, Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc. Ông Hòe nghe vậy mừng quá, chạy vội về báo tin cho vua Bảo Đại. Khi mà Bảo Đại nghe ông Hòe trình lại cụ Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc, thì Bảo Đại giơ hai tay lên và buộc miệng nói một câu tiếng Pháp: Ça vaut bien le coup à l'heure. Như thế thì thật đáng thoái vị. Bảo Đại vốn từ bé học bên Pháp nên hay nói tiếng Pháp trong gia đình khi mà có những chuyện vui buồn riêng tư. Nay được tin vui nên Bảo Đại cũng buột miệng dùng tiếng Pháp. Bảo Đại chỉ dùng tiếng Việt khi làm việc hoặc tiếp xúc với dân chúng. Sau khi nghe Phạm Khắc Hòe báo cáo rõ như vậy, Bảo Đại mới bảo ông Hòe thảo điện văn trả lời cho Ủy ban Nhân dân Cách mạng Bắc Bộ kẻo trễ. Toàn văn điện như sau: Khâm phụng Hoàng đế, văn phòng tôi trả lời bức điện số 6 đề tề của Ủy ban rằng ngài vui lòng thoái vị ngay và sắp đặt sẵn sàng, nhưng mà vì có trách nhiệm trước lịch sử và toàn thể quốc dân và muốn chính phủ mới chính thức ra mắt quốc dân một cách long trọng, ngài mong ông Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Cách mạng lâm thời gấp về Thuận Hóa để ngài giao chính quyền và ngài muốn cho ông biết ngài làm lễ ấy. Đồng thời Hoàng đế lại sắc văn phòng để sao chuyển bức điện văn này cho nhà đương chức Nhật Bản và Ủy ban Nhân dân Cách mạng tại Thuận Hóa biết. Tới chiều ngày 25 tháng 8, ông Phạm Khắc Hòe lại nhận được một bức điện của Chính phủ lâm thời tại Hà Nội gửi vào và viết rằng: Hoan nghênh tinh thần dân chủ và đoàn kết, thống nhất của Hoàng đế, yêu cầu Hoàng đế hạ dụ chính thức thoái vị để yên lòng dân. Đại biểu Chính phủ lâm thời sắp tới Thuận Hóa. Thế là ngay chiều hôm đó, ông Phạm Khắc Hòe cho niêm yết tại Phủ Văn Lâu bản chiếu thoái vị và bản tuyên chiếu với Hoàng tộc. Cũng đồng thời bản chiếu thoái vị Hoàng đế được gửi đến các ông khâm sai Bắc Bộ, Nam Bộ và các tỉnh trưởng Trung Bộ để biết. Kể từ lúc nhận được bức điện từ Hà Nội gửi vào, Bảo Đại đã được trấn an
nên dành thời giờ để ngồi tâm sự với ông Phạm Khắc Khỏe. Bảo Đại nói là hiện giờ ông có một đồn điền riêng mới khẩn hoang trồng chè ở bờ Lào trên quốc lộ 20 từ Đà Lạt xuống Sài Gòn, và cho biết ý định sau khi thoái vị sẽ về bờ Lào sinh sống bằng cái đồn điền chè đó. Ở đó Bảo Đại còn có hai chiếc xe cam nhồng có thể đóng lại để dùng làm xe đò chở thuê, và ông Hòe cũng ngỏ ý thuê lại một chiếc để sinh sống. Còn thức ăn thì Bảo Đại nói ở gần rừng, thỉnh thoảng vác súng đi săn cũng đủ thịt để ăn không hết. Nếu bắn được cọp thì dư tiền để sống phòng liều. Nhưng mọi người trong đại nội vào những ngày cuối tháng 8 thì thật là buồn. Người nào cũng lo nghĩ là khi hoàng đế mất ngôi, chế độ mới lên tay hoàng tộc sẽ sống như thế nào. Một bầu không khí hoang mang bao trùm lấy cả hoàng tộc. Đến 14 giờ chiều ngày 26 tháng 8 năm 45, Bảo Đại làm lễ báo cáo việc thoái vị với tổ tiên tại Thái Miếu, cũng là nơi thờ của Gia Long và các vua kế tiếp. Sự kiện này diễn ra trong vòng giới hạn các quan thân tín, còn những hoàng thân quốc thích không ai tới dự vì tâm trạng của họ lúc đó quả thật rất là buồn lo. Sau khi làm lễ xong, Bảo Đại về điện kiến trung để từ biệt bá quan. Bảo Đại và Nam Phương đứng nghiêm để các quan chắp tay, cúi đầu vái mỗi người ba vái. Bảo Đại tỏ ra thản nhiên, nhưng bà Nam Phương thì lại rơi nước mắt. Đáp từ lời tự nguyện thoái vị của vua Bảo Đại, ông Trần Huy Liệu tuyên bố cáo chung chế độ quân chủ chuyên chế trên đất Việt Nam và tuyên bố đường lối của chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trước sự chứng kiến của 5 vạn nhân dân nội thành Huế, với tư cách là trưởng đoàn đại biểu, Bộ trưởng Trần Huy Liệu gắn dấu hiệu lá cờ đỏ sao vàng lên ngực ông Vĩnh Thủy, tức là vua Bảo Đại, công dân mới của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Buổi lễ thoái vị kết thúc, bên ngoài ngọ môn dọc bờ Hương Giang, quần chúng vẫn lần lượt diễu hành, hô vang các khẩu hiệu. Hoan hô tinh thần dân chủ của công dân Vĩnh Thủy, hoan hô đại biểu chính phủ lâm thời, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muôn năm. Ít ngày sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút ký tờ sắc lệnh đầu tiên của chính phủ, bổ nhiệm ông Vĩnh Thủy làm cố vấn tối cao và mời vị cựu hoàng gia Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa làm việc. Ông Vĩnh Thủy sẽ được quyền dự các kỳ họp hội đồng chính phủ, và với những kiến thức luật học của mình, ông có thể tham gia xây dựng dự thảo bản hiến pháp đầu tiên. Đã thoái vị nhưng vẫn được mời làm cố vấn tối cao. Vậy vào cuối đời, cựu hoàng Bảo Đại nói gì về Chủ tịch Hồ Chí Minh? Có thể nói việc thoái vị của Bảo Đại là một sự kiện lịch sử lớn. Bảo Đại cũng biết như vậy. Vậy nên trước khi vĩnh biệt cuộc đời, vào ngày 31 tháng 7 năm 1997, Bảo Đại đã nhờ người viết hồi ký Con Rồng An Nam trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp về sự kiện ông thoái vị. Sau đây là một số câu hỏi của nhà báo sử gia Frédéric Mitterrand và câu trả lời của Bảo Đại. Hỏi: và ngài đã đi Hà Nội để gặp ông Hồ Chí Minh, điều kỳ lạ là ông Hồ Chí Minh đối xử với ngài với một sự cung kính đặc biệt. Đáp: vâng, xin đừng quên rằng ông Hồ Chí Minh xuất thân từ một gia đình nho giáo. Ông cấm những người xung quanh gọi tôi bằng đồng chí, bằng những tên gọi ở giai cấp vô sản. Ông luôn luôn gọi tôi là ngài. Hỏi: ông Hồ Chí Minh mời ngài làm cố vấn tối cao của chính phủ. Đáp: vâng, lúc đó không một lý do gì để mà từ chối cả, bởi vì mọi người Việt Nam đều theo ông Hồ. Điều chúng tôi muốn là nước nhà phải được độc lập. Tôi muốn làm dân một nước độc lập hơn làm vua của một nước nô lệ. Mọi người Việt Nam đều muốn ủng hộ chính phủ ấy để tranh thủ một nền độc lập thực sự. Hỏi: ngài đã ở gần ông Hồ Chí Minh, ông ấy đã cho ngài cảm tưởng thế nào? Này đã qua một thời gian dài, cảm tưởng ấy có thay đổi nhiều hay không? Đáp: không, không thay đổi. Tôi luôn luôn xét ông Hồ Chí Minh ngoài cái tư tưởng cộng sản của ông ấy. Hỏi: nhưng đối với ngài, ông Hồ cũng là một nhà ái quốc. Đáp: đối với tôi còn hơn cả thế nữa. Đó là một người có tinh thần quốc gia. Ông là một người yêu nước. Hỏi: trong cuốn sách của ngài, cuốn Con Rồng An Nam, không thấy có một lời buộc tội khắt khe nào đối với ông Hồ. Ngài quý trọng ông Hồ. Và cũng thế, quả rất là ngạc nhiên khi thấy ông Hồ không bao giờ công kích ngài. Đáp: không, không có lý do gì để tôi công kích ông ấy. Ban đầu tôi còn ủng hộ ông ấy nữa cơ. Cố gắng đưa nước nhà thoát khỏi chiến tranh, vì chúng ta đã khổ vì chiến tranh. Hỏi: lúc ấy ngài đã biết gì về chủ nghĩa cộng sản? Ngài đã nắm hết chủ nghĩa cộng sản hay chưa? Đáp: không, tôi biết rất là ít. Hỏi: trong khoảng thời gian 2 năm ấy, từ năm 1945 đến năm 1946,
Ngài đã ở bên cạnh ông Hồ và Ngài đã giúp cho ông ta nhiều việc quan trọng. Nếu phải lặp lại cái việc này hôm nay, Ngài cũng sẽ lặp lại chăng? Ngày nay Ngài đánh giá việc này thế nào? Đáp: Còn tùy, nhưng nếu là vì hạnh phúc của nhân dân, tôi cũng sẽ làm như vậy. Như vậy là có thể thấy, dù ở trong hoàn cảnh nào vua Bảo Đại, Cố Vấn Vĩnh Thụy hay là quốc trưởng Bảo Đại, ông vua Lưu Vong sắp từ giã cuộc đời vẫn chưa xong một lòng yêu kính Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suy nghĩ của bạn ra sao sau khi xem xong video này? Hãy chia sẻ ngay xuống bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lịch sử đầy thú vị và hấp dẫn tiếp theo trên kênh của Takawai.